thiết kế vừa đủ luôn. Không cại nha anh em, đã canh rất là kỹ luôn rồi. Đây mình sẽ quay cận cảnh cho anh em xem có cạo không nha. Ta gọi là anh tính hết rồi đó anh em. Và hôm nay mình đã được chính thức anh Cường cho vào tham quan anh em ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Anh Cường kêu mình lại hỏi muốn tham quan ở dưới không. Đấy thì bây giờ sẽ hạ xuống nha. Hạ xuống. Hãy đóng cửa và hạ xuống. Thì chỉ tới đây thôi nha anh em. Còn phần ở dưới thì mình sẽ giữ làm clip đó, làm kỷ niệm vì đã hứa với idol rồi. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Anh em nhớ like, subscribe kênh của mình nha. Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của mình nha. Đây hôm nay là sẽ là một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp luôn anh em à. Bên cạnh ba siêu phẩm, hai siêu phẩm thôi, hai siêu phẩm đầu tiên của idol danh nhân Nguyễn Quốc Cường. Và để vào phần đoạn hot nhất của video này thì mời anh em xem một đoạn trailer nhỏ nha. Rồi cảm ơn anh em. Đấy, và đó là một đoạn ngắn intro đồ game thôi anh em. Còn đây là, đấy anh em thấy gì không? Hiếm một em nữa, đây là cũng là xe của anh Cường luôn. Đó là một em BMW 740 ly. Ôi, nhìn xe anh Cường lúc nào nó cũng mới anh em à. Xe nào nó cũng mới. Đây, idol đi ra nè anh em. Đây là địa điểm mà anh Cường hay đi tập thể dục anh em à. Đấy. Quá đẹp luôn anh em. Lần đầu mình gặp em Mercedes AMG GTR này. Mặc dù em nói đã về hơn một năm rưỡi rồi, nhưng mà hôm nay mình mới có cơ hội để quay cái video này cho anh em xem. Đó, thì mời anh em hôm nay sẽ xem chi tiết em này và em phía trên nha. Wow, chị Trang nữa anh em à, chị Trang và Suchin. Đấy. Đấy, thôi, mình chủ yếu mình định cặp tới xe thôi. Rồi đó là idol đi ăn trưa hay ăn chiều gì đó. Thì đây là một trong những em Mercedes AMG GTR đầu tiên về Việt Nam, chính hãng nha anh em, chính hãng luôn. Và em phía trên là em Ferrari F8 Tributo cũng đầu tiên về Việt Nam. Nên mình mới nói anh em là hai chiếc này đều là đầu tiên về Việt Nam của idol. Idol không chơi thì thôi, mà chơi là toàn xe đầu tiên về Việt Nam thôi. Rất là đẹp luôn anh em à, cái màu thôi. Anh em thường thường sẽ nhìn những chiếc xe thường thường á, nó sẽ hay có vết xước không? Riêng cái xe của idol là mình thấy không thấy một vết xước luôn. Quá là hoàn hảo. Đấy, bánh sau 20. Góc nào cũng đẹp anh em à. Ở hoàng hôn chiếu xuống thì cái góc nào anh em nhìn sẽ cũng đẹp hết. Đấy, cho anh em xem nè. Cái này là V8 Biturbo nè. Đó, thì hai em này có điểm đặc biệt là đều sử dụng động cơ V8 hết. Twin Turbo hết. Đó, em này Biturbo. Quá đẹp luôn anh em à. Anh em nhìn cái thiệt trực tiếp mà xe của idol chăm sóc thiệt. Trời ơi, mình gặp lần nào vậy cũng phải trầm trồ hết. Nó mới tin nè, không có một vết dơ hay là cái gì hết. Anh em nhìn vào như xe trong hãng vừa đi ra vậy đó. À, riêng cái em Mercedes này phần đầu hay phần sau gì nó cũng đẹp tuyệt vời luôn nè. Biển số cũng đẹp luôn. À, đây là chế độ 4K nha anh em. Đang quay chế độ 4K nên anh em có bật được á thì nhớ bật lên để xem được full cái HD rất là phê luôn. Thì Ferrari F8 Tributo này mình đã chia sẻ rất nhiều rồi, nhưng mà mình cũng đề cập nhanh thì cái vài thông số của em nó, như là em nó sử dụng động cơ V8 Twin Turbo hình như là 3.9 lít thôi, cái dung tích xi lanh đó anh em. Đó, thì đều sử dụng Twin Turbo hết. Đó, tăng tốc từ 0 tới 100 là 2.9 giây. Và mã lực em nói là tầm 720 mã lực. Đó, đây là một admin nha anh em. Admin của kênh Thành Bơm Đúp cũng như là xe và đam mê. Và rất hiếm là để anh em thấy được anh Cường đem hai xe này ra cùng lúc. Đấy, và đây là thêm một em Bơm Đúp nữa.
thì em bên đúp này chở Suchin và chị Trang. À, còn hai em kia không biết ai lái anh em, nhưng mà thấy là rất là hoành tráng luôn. Thấy nhiều cái góc hoàng hôn siêu đẹp luôn, nên là muốn chia sẻ anh em đủ góc. Nên anh em nhớ là bật HD full 4K lên để xem nha. À, thì em GTR này cũng sử dụng động cơ V8 4.0 lít, nhưng mà nó tầm 585 mã lực hơn em. Đó là tăng tốc từ 0 tới 100 chỉ 3.8 giây. Đó, nói chung là chậm hơn F8 1 giây, nhưng mà thiết kế của nó rất là trượt đua luôn. Cánh gió to. Đấy, anh em thấy cái góc này không? Rất là phê, nhìn mãi không chán luôn á. Đấy, nếu anh em thấy hay thì nhớ cho mình một like, một subscribe kênh nha, để mình sẽ chịu khó, mình sẽ làm những clip hay hơn cho anh em xem. Đấy, hoàng hôn đang buông dần phai anh em à. Đây là tại cầu Ánh Sao nha anh em, quán Boomerang. Quán này cũng rất là nổi tiếng luôn, mình up mấy cái clip boxer là ở đây đó anh em. À, còn đây là một góc siêu rộng. Đấy, mình sẽ up cái chế độ điện ảnh nữa, nhưng mà ở một clip khác. Còn đây là góc siêu rộng, nhìn thật là hoành tráng luôn anh em à. Xe mới thì quay góc nào nó cũng rất là đẹp. Đấy, chút xíu nữa anh em sẽ được xem idol lái một trong hai em này. Ôi, còn xe này thấy quen quen anh em. Không biết phải của Sơn Tùng không? Đấy, idol đi rồi anh em. Về. Nên là mình sẽ dí theo một đoạn nha. Thử nghe tiếng bồ. Idol đi con Mercedes AMG GTR nha. Đấy, còn một anh nữa lái Ferrari F8. Còn tài xế thì đang chở chị Trang về. Nó lại gần gần sau lưng thôi. Mà cái điện thoại hơi gió nha, anh không biết nó có hướng gió hướng nào. Từ thôi, chạy sao. Rồi, tới nhà anh Cường anh em à. Đấy, thì đây là tại trung tâm Phú Quý Hưng quận 7. Thì đây là một cái địa điểm huyền thoại.
từ từ mình sẽ cho anh em chiêm ngưỡng. Đấy là đồ tập thể dục anh em à, mặc đồ là biết tập thể dục liền. Đấy thì đây là cái góc huyền thoại luôn anh em à. Thì hồi đó anh Cường chưa xây nhà, anh em sẽ thấy mình up rất là nhiều clip về cái đoạn ra vô xe này. Đấy thì hôm nay sẽ là lần đầu tiên mình quay được cái cảnh này anh em à. Đấy, đây là cái cảnh mà xe sẽ ra vô tại nhà của anh Cường. Đấy, mình rất là thích cái góc này, nhìn nó phiêu phiêu thì sao á. Đầu tiên là em Mercedes AMG GTR nha anh em. Mình sẽ quay cận cảnh cho anh em xem. Idol thì đang ngồi nói chuyện với lại một bác. Đấy, anh em thấy không? Thiết kế vừa đủ luôn. Không cãi nha anh em. Đã canh rất là kỹ luôn rồi. Đợt đó có anh Tuấn cầm bắt nữa, anh vô anh canh rất là kỹ luôn, đo từng chi tiết để xe vào không bị cạ. Đấy anh em thấy cái đầu đang nâng lên không? Ở đây có một em bé nữa. Đấy phần phục hơi kìa. Đó cái phần bánh xe anh em thấy không, nâng lên hết cỡ để chạy vào. Đây một em bé đang đứng trước camera của mình. Hello à. Nha à. Xích vô cho chú lái xe đó. Thấy mình đang quay cái lại vào camera để được vài giây lên sóng anh em ạ. Anh em thấy góc này tuyệt vời chưa? Đây mình sẽ quay cận cảnh cho anh em xem coi có cạo không nha. Người ta gọi là anh tính hết rồi đó anh em. Một phát vô luôn thấy chưa. Đấy kế bên cái mặt rồi nữa. Quá đẹp luôn em, tuyệt vời luôn. Và hôm nay mình đã được chính thức anh Cường cho vào tham quan anh em ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Anh Cường kêu mình lại hỏi muốn tham quan ở dưới không. Đấy thì cho mình vào nhưng mà với một điều kiện là không được úp cái phần ở dưới anh em ạ. Là chỉ được úp phần ở trên này thôi. Nên là sẽ quay sơ một đoạn ở trên, còn ở dưới là một tầng hầm. Nếu anh em có theo dõi Facebook anh Cường thì sẽ được quan sát rất là nhiều clip mà anh Cường cho nâng hạ ở dưới bên dưới. Đấy anh em thấy chưa? Ở mình sẽ không úp ở phần bên dưới, mình sẽ xuống tham quan chụp ảnh quay video lưu lại kỷ niệm thôi. Đấy vì đã hứa với idol rồi. Đấy, nay idol cho mình vào tham quan rất là tuyệt vời luôn. Đấy, làm đêm đó mình mất ngủ luôn, hôm qua mình mất ngủ luôn, 3 giờ sáng mình mới ngủ được. Đấy, bây giờ sẽ nâng lên và hạ xuống. Đấy, xe sẽ chạy vào nha. Đấy, anh em nghe tiếng idol không? Đó là đang lúc cho mình nói anh tài xế cho mình xuống dưới tham quan. Đây là cái điều mình rất là muốn, rất là lâu rồi. Và hôm nay mới được tận hưởng cái cảm giác này. Rất là sướng anh em ạ. Wow, có đèn luôn em ơi. Đấy, thì bây giờ sẽ hạ xuống nha. Hạ xuống. Hãy đóng cửa và hạ xuống. Thì chỉ tới đây thôi nha anh em. Còn phần ở dưới thì mình sẽ giữ làm clip đó, làm kỷ niệm vì đã hứa với idol rồi. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Anh em nhớ like, subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều luôn. Quá là mãn nguyện luôn rồi. Quá là tuyệt vời. Bye bye anh em.